câu chuyện Mặt trời mọc ở đằng tây thi hào người nga buskin giỏi ứng tác thơ từ thuở nhỏ có lần trong giờ văn ở trường thầy giáo bảo một học sinh làm thơ tả cảnh mặt trời mọc anh bạn này nghĩ mãi mới ra một câu Mặt trời mới mọc ở đằng tây Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lý quá. Ai chẳng biết đằng tay là phía mặt trời lạnh. Thầy giáo bảo Buskin tìm cách chữa cho bạn. Buskin liền đứng dậy đọc tiếp. Thiên hạ ngạc nhiên chuyện lạ này. Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi. Thức dậy hay là ngủ nữa đây? Thế là tránh được điều vô lý mà bốn câu lại hợp thành một bài thơ ngộ nghĩnh. Sau đó ít lâu, bài thơ được đăng trên báo Người đưa tin châu Âu với đề Gửi bạn làm thơ. Bạn bè trong lớp vô cùng hãnh diện về nhà thơ của lớp mình. Theo chuyện làng văn Qua câu chuyện, chúng ta thấy Buskin là một người thông minh, nhạy bén và vô cùng tài năng trong sáng tác thơ văn.